bổn nguyện hành thông trên cung trời đau lợi. Phẩm thứ nhất Phật hiền hành thông. Ta nghe như thế này một thở nọ, tại cung trời đau lợi Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và đồng khen ngợi rằng: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khai trong nẻ cũng kịp mà hiện thức đại trí quan không chẳng thể nghĩ bàn, để đề phục chúng sinh căn cần làm cho chúng nó gọi pháp phổ, pháp khổ, pháp vui. Khen xong chư Phật địa xa thì giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bây giờ Đức Như Lai mỉm cười phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng gỡ lớn như là vườn mây sáng gỡ đầy đủ, vườn mây sáng gỡ đầy từ bi, vườn mây sáng gỡ đầy trí huệ, vườn mây sáng gỡ đầy bát nhã, vườn mây sáng gỡ đầy tam muội, vườn mây sáng gỡ đầy các tầng, vườn mây sáng gỡ đầy phước đức, vườn mây sáng gỡ đầy công đức, vườn mây sáng gỡ đại quy y, vườn mây sáng gỡ đại tán thán. Đức Phật sống ra bát cái tiết vườn mây sáng gỡ như thế gọi là phát ra các khí tiếng vi diệu như là chứng bố thế độ, chứng trì giới độ, chứng nhập độ, chứng tinh tấn độ, chứng hiền định độ, chứng bát nhã độ, chứng từ bi, chứng hiện xả, chứng giải thoát, chứng vô lậu, chứng trí huệ, chứng sơ tự hóm, chứng đại sơ tự hóm, chứng mây sấm, chứng mây sấm lớn, trời gầm hội họp. Khi Đức Phật phát ra tất cả tiếng trí vi diệu như thế xong, thời có vô lượng hàng trời gồng quỷ hồng ở trong cõi ta bà cùng cõi nước quan sát công đức hàng hợp nơi cung trời đó lại, như là trời tứ hiền quân, trời đó lại, trời tu diễm ma, trời đó xuất ra, trời hóa lạc, trời hóa hóa tự tại, trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời đại phạm, trời hiểu quan, trời vô lượng quan, trời quan âm, trời hiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, trời phước sanh, trời phước á, trời quả, trời nghiêm sức, trời vô lượng nghiêm sức, trời nghiêm sức quả thiệt, trời vô tưởng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời hiện kiến, trời hiện, trời sắc cứu cánh, trời mã hay hướng la, chánh trời phi tử, phi lực xuất, các hang chúng, năm chúng, còn có chúng vị hằng, lại có những vị hằng, lại có những vị hằng có ta bà cùng có lớp con khác như hằng biển, hằng sông, hằng gạch, hằng cây, hằng núi, hằng đất, hằng sông trầm, hằng lúa mạ, hằng chủ ngà, hằng chủ đêm, hằng sông, hằng sông trầm, chủ ăn uống, hằng chủ ăn uống, hằng cây cỏ. Các vị hằng như thế đều đến hội họp. Lại có những đại vương có ta bà cùng có nước sông khác như các một quỷ vương đậm huyết, quỷ vương đậm tâm khí, quỷ vương đậm hơi nắng, quỷ vương hành bệnh, quỷ vương với độc, quỷ vương từ tâm, quỷ vương phất lợi, quỷ vương đại kính, quỷ vương các vị, quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi, bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài văn hồng sư lại pháp tương tự đại bồ tát gần ánh sáng coi tất cả chư Phật bồ tát và trời gồng quỷ hằng đó ở trong thế giới này còn thế giới khác, ở trong mức độ này còn mức độ khác, nên đó là hợp tập công trời đó lợi như thế, ăn có biết số bao nhiêu chăng. Đức Phật bảo ngài số bao nhiêu chăng, ngài văn hồng sư lại bạch Đức Phật rằng: nếu dù mà là có con đã tính đến cho mình chứ không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài văn hồng sư lại rằng: đến tay dùng Phật nhãn xem hãy còn không đếm xiết. Sau ăn phòng thì có ngày để cho người ta thì thấu kết ra sẽ đứng lại. Thấu kết ra sẽ đứng lại hoặc có độ, đơn độ chưa độ, hoặc đó hành tụ, đơn hành tụ chưa hành tụ. Ngày hôm sau lại bạch Phật rằng: Từ hỏi ra sao về trước, con đã vô căn lành, chính đoạn trí vô ngại là Phật nó mới hợp kinh nhận liền. Còn hiện tiểu quá anh văn trời gặm tới một chúng những phút sinh trong đời sau, giọng nghe là nạp quý như lai chắc là sinh lòng nghi ngờ, rồi cháu có lẽ bao nhiêu cũng chưa khỏi hiếp bán. Cái mong nét thái tâm ơn điểm của Ngài Đại Tôn Bồ Tát, người tư hẳn gì là bao nhiêu mạng tổ sư cũng phải như bàn như thế. Nó Phật bảo Ngài Văn Hồi Sơ Lợi rằng: ví như bao như cỏ cây lùm gần lúa mè che lao đá núi bụi bặm, trên cỏ tâm thiên đại thiên, cứ một Phật là một sông Hằng, và cứ số cát trong một sông Hằng, một hộp cát là một cõi nước, và trong một cõi nước có một hộp bụi nhỏ là một kiếp, và bao nhiêu số bụi nhỏ chứ trong một kiếp đều đem làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng chứng qua vị Hạp Địa Bồ Tát đến nay, nghìn lần lâu hơn số kiếp ở trên, không là những hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát hỏi bậc thanh văn mật với chi Phật. Này văn hồn xưng lại với hàng nhân lượng Bồ Tát, có Bồ Tát không phải như vậy đến được. Vậy đằng sau nếu có trai hiện nam, người nữ nào nghiên tục Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng với lại hoặc sinh hệ hoặc cúng dường dẫn đến vẽ khắp đáp sơn tưởng ngày được thầy Bồ Tát, thời người đó sẽ được 100 lần sinh linh của trời đã lại, bởi vì chẳng còn bị đau sau đó mới có mất đạo. Chẳng nhớ tôi phát nguyện lại hở và khả thân người biết kiếp về trước, chẳng nhớ tôi phát nguyện vô lượng vô số này tha bắt các kiếp về trước các bác có nước Phật ra đời hiện là nó có vật cái này là sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh như lai thì nhất tử hết đức phật tốt đẹp đức phật tướng mạo tốt đẹp bình phước trang nghiêm nó đặt hỏi đức phật tu hành gì mà lại tốt đẹp như thế. Khi ấy sư thánh nó có tốt nghiệp hạnh như lai vẫn tử rằng muốn cái lượng không tốt tốt đẹp này có phải chứng minh cho một thanh niên nó sao được hết cái sinh khốn khổ.
này văn phòng sẽ lại sẽ như thẳng xong được các miệng gần từ ngày nay những tàu số chẳng hạn cái xí ở đại sao tôi và những xe quan sát đường mà giảm bán nhiều phương tiện làm cho chúng nó được đều đặn với cái khác cả và tại hơn trong mấy chuyến hành vật đạo bãi chứa đất và thay cho nó tốt cái lúc hình như là ngày nào cũng ngọt mát hơn trái 321 không có kiếp mình đã không mà nhà vẫn còn làm bị Bồ Tát bà la môn mẫu của mẹ là hãy bắt khá thân nhiệm với sức kiếp về trước lúc đó cái chân trong đời có đức Phật hiện lại lúc đó trong đời có đức Phật hiện lại liên hoa lúc trong đời có đức Phật hiện lại hiện lại nhất là được tại vương Như Lai nếu Phật đó họ 40 kiếp nếu Phật đó họ nếu Phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số nếu Phật ấy họ bấm cho mình mỗi con số kiếp trong hồi chúng pháp có một người con gái dòng bà La Môn người là người đại chúng phóng sanh này mọi người đi kính lễ khi đứng trong ngày chúng hay ngồi lại mà mẹ một cái người rất là đặc người chúng sanh tam bảo hãy nói một lần nói một chỗ nơi đây người không được cho những là mọi người họ định cho là mọi người sẽ phóng kiến như là bà mọi người sẽ thanh thản chẳng qua đâu vậy chắc là họ sẽ đọc vào giới ngục khi ấy nên chuyện lúc đó nên biết rằng mình không khi còn sống trong nhân quả để chắc có hai người quái mà sanh vào đường ác anh nữa bạn bán nhà đất sống những hoa cùng những lời lễ cúng rồi lễ cúng nhìn cái chùa hết hồi đó Phật rất là được tại phương trong một ngôi chùa cái hàng rồi Đức Phật rất là được tại phương rất là nhiều cái công nghiêm hôm nay trên bát chùa Đức Phật được càng sanh làm một kính ngưỡng tự nghĩ hàng gần Đức Phật đã đánh đại giác tất cả trí huệ nếu là Phật chủ đại thì mình sẽ phát cho nó mà không có Phật cái này cũng là mang cho sanh vào chốn nào nghĩ đến đó nữa người tổ gia lại cho mình tự nhiên lai mà lòng muốn miếng mãi bỗng người trên đây không có tiếng nói gần anh ấy nó sắp kia hơi định chơi bi ai quá lắm người ta sẽ nói cho mình biết cả có mạng ngươi anh nữ anh nữ chấp tay hướng lên hay không mà quá gần cái thằng nào đó mà dễ bắt là sợ lo có tôi như thế tại khi mà tôi mất đến nhau tôi không nhớ được có biết đâu để hỏi tôi có người đang xem một chút nào cho nên không là cái tiếng bảo anh đến gần ta lại đã bảo có giúp hai một thực tập như là người đi chiên bán đó hay người như mẹ chơi hơn thì cái xe nhà tôi đến chỉ bảo các bạn người nói xong mình sẽ xuống cho mình mấy điều bị tốn hơn những người đứng bên bậc nó dạy mẹ có sao nhưng đã mới tỉnh lại rồi cùng cho nên xong rồi cô xin đức Phật sẽ hơn của người trời cho xin có mẹ con nha cho nó con sắp chết mất đất nó sẽ hành được tại vương như lai bảo nó rằng cúng dường xong người mong mong trở về nhà và ngồi ngay hẳn với tổ nhân thiện của ta để người sẽ biết chó thân các bạn ngươi lễ Phật xong mới mình trở về nhà vì hắn như mẹ đã nói ngồi ngay hẳn thì mình hiểu cố nhất của đức nhất hành được tại vương như lai chạy xuống một ngày một đêm bấm hang mình đến một biển kia nói chân biển nó sườn sụp có rất nhiều hắn giữa hỏi tôi là sắc là những biển chạy cáo này sẽ đổ bên kia hay những chạy cần có cái gì để nhìn một chuyện nào đó trong biển mới có giữa nhà ăn thịt lại hang bây giờ sao thì lại lòng mặt người ta vừa mắt một chân gì đầu khi đang chỉ ra ngoài mẹ mới nhậu nhường gươm cặp mắt chó sáng như chớp nháy ta cứ như là mất cuộc không mới nhậu nhường gươm mới nhậu nhường gươm rồi những người tội còn hú dữ rồi quay lại chụp mắt người tội tấm bắt một chân người tội lại tình trạng muốn hối chẳng dám nhìn lâu khi ấy nếu nhìn thấy sắc như vật tự như không cân sợ có một người đuôi buông đến cuối đầu ông tiếp rồi anh nói rằng hai Bồ Tát có những sự gì đến chỗ này anh ấy họ biết vương đàn đây là chỗ nào biểu vương bắt đầu có ngày nay là tuần mới nhất ở phía tây đảo Phi anh nói rằng trong cái đảo Phi có địa ngục ở cái chế chăng có được các hiện có địa ngục anh nói rằng tôi nghe tôi làm sai đến cái địa ngục đó có được các ngày không có sức của hàng có phải do nghiệp lực mình hai điều này gây ác mong bây giờ có thể nói được nên phải rằng nhìn cái về sau nó không biết là sao sao chẳng muốn tới và có người tới những người tội cũng muốn giữ vô là tất cả những người tội trong biển này là những kẻ tội ác có như hồ đề nó chết trong cái môn chính này mình có thể đây là công đức mà không bắt con niệm cho nó sống cái đây là không một lực như là niệm nào cả vì hết những cái heo từng cái hồ đề gây tạo mà có nếu có ở địa ngục tại vì hồ đề đâu ở biển này các cái này mình mới nghe từng về phía đông nó có một cái biển sẵn sàng lúc cũng sẽ có trong biển nó sẽ bỏ hàng biển này phía đông của cái biển này là không có biển nhỏ sẽ có chúng ta chọn hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa có ba nghiệp và cảnh này ra đem gọi là biển nghiệp chính là ba cái biển này vậy anh nữ lại hỏi địa ngục ở đâu anh nữ là hỏi vương đập gần địa ngục ở đâu vương đập rất gần trong ba cái biển đó này là lệ ngục nhiều đến 600.000 về địa ngục lớn là có 18 chỗ và cái đó có 5 chỗ đủ của mình sẽ khổ sở và cái nữ có 1.000 cái này của mình sẽ khốn khổ anh nữ là hỏi vương là trong mỗi của tôi mới cuối cùng để con có hành hồn của người có xa vào chốn nào biểu vương vương đập đất gần như vương đập hỏi anh nữ gần không mỗi con Bồ Tát tôi còn sống mà làm những việc gì anh nữ đáp rằng không mỗi trong
tính về đạo. Kinh Trang Tam Bảo họ ấy mặc dù anh nữ Kinh Trang Tam Bảo họ có lúc tầm hạ sanh chánh tính nhưng xong còn chẳng kính. Giờ phút mơ lâu mà chơi có đại lạc vào đâu. Bỉ vương họ đọc nói rằng hai mỗi con bồ tát tinh thần là gì, thế nên rất rằng thân phụ và mẫu tôi là dụng gia bà la môn, thân phụ tôi hiệu là hy la hiện kiến, thân mẫu tôi hiệu là diệt đế lợi. Vừa rồi chúng ta hỏi nói rằng nên nên tôi xin nói thêm cho về nhà, cho nên là nếu bà gần quá lắm nữa, tôi nói gì chúng ta là sinh có chạy đến đây đã 3 ngày rồi. Nghe nói như con gái cũng là có lòng hắn hận vì mẹ mà sống sửa lên là tôi chạy phước tình cũng như là hát hại đấy, giác hoa được chạy vương nhiên lai. Chẳng phải chứ nghe thân mẫu của bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô giới cũng được vui vẻ đồng đặng hết sanh cả. Nói xong biểu quân chúc ta chạy nữa mà có lui. Bây giờ anh ơi nhìn trên bạch tỉnh có biết về đó rồi, mẹ nó chứ hát tội có đức giáo hành về tội quân như lai. Và phát là nguyện cũng nhớ rằng trong nguyện từ nay những đời như lai những sẽ mất khóa thật khổ thì tôi là con số trước thành chúng tôi là kẻ thoát. Hẹn Đức Phật bảo ngài con hồ sơ lại, Đức Phật bảo ngài hồ sơ lại rằng Quý Vương có đặt cái đó này chính là ông Tàu Hổ Bồ Tát thôi nữa. Và ông nói là ngày này Tàu Hổ Bồ Tát đây vậy. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi Sô ha ha.